Chào bạn, đã quay lại với channel của mình. Ok, hôm nay mình test một cái game mới của Garena luôn, mà giống Battleground vậy đó. Đó game là Garena Fire, kêu bằng cái gì ta? Để mình coi coi. Đó là Free Fire. Ok, Garena Free Fire, bắn tự do. Này nói chung cũng giống như Battleground thôi, nó có mấy cái gì nữa. Có tiền này mình sẽ vô mình mua được mấy cái trong shop mình mua được đồ phải. Nhưng là hòm, mua hòm của nhân vật thì phải mua kim cương. Ok, vô tiền trận. Nói chung là nó chỉ có một cái vấn đề là sao? Cái game này nó không có kiểu như là nó mua rồi chơi giống như Battleground, mà nó bạn phải muốn có đồ thì bạn phải đẹp thôi, phải nạp vô. Garena, mà cái game này mình nghe nói là một cái game của Việt Nam tự làm luôn, xong được Garena phát hành. Giờ này hơi tối rồi cho nên chắc cũng ít người bắn, mà cái tiền trận hơi bị lâu. Chứ bình thường là cứ nhấp là vô. Mới ra ngày hôm nay luôn. Dùng ngụy trang. Rồi vô rồi, ok. Mỗi trận full là sẽ có 50 lot. Đó, giao diện chủ yếu là vậy. Nhảy nè, ngồi nè, nằm nè, đứng dậy nè, còn là chạy nè. Chạy thì nó phải là free hướng. Ok. Đó. Tối rồi mà cũng còn full 49. Chơi này dễ giết người lắm, mà cũng dễ chết nữa. Tại vì bạn nhìn không có xuyên suốt được. Mỗi lần quay màn hình là bạn phải hở một cái lưng. Game này cũng hay, đông người chơi là hay à. Nhiều game như vậy mà chơi không có ai chơi á. Vô tiền trận lâu rồi mà được Garena phát hành thì bạn biết không? Được một cái tiếng Việt cho các bạn dễ tiếp cận. Hơi yếu vốn tiếng Anh thì các bạn có thể dễ tiếp cận hơn. Bấm vô là bạn có thể kiểu như là chấm điểm. Mình xuống chỗ nào đông đông, xuống chỗ này đi. Nó rơi tự do nhé. Có người xuống đông đấy. Xuống hai cái nhà kho bên đây. Có cái súng lục rồi, thấy thua rồi. Má thiệt luôn á, nó xuống trước à. Rồi, mới vô chưa kịp làm gì hết, chết xuống nhà mà rớt trên nóc. What the fuck, man. Em khó gì ở chỗ đó, bộ hạt co vậy ta. Làm lại chứ sao. Cố gắng bắn tận cho ngon lành ra. Ok. Cái nút này thì luôn, cái nút bắn này. Lúc bắn với cái lúc nằm này nó gần nhau quá, nhiều khi bấm quãng quá, bấm lộn rồi.
Tiếp tục. Sao đây ta? Rồi factory. Rồi factory. Rồi factory là nhà máy nè. Nói chung cái đảo này cũng nhỏ. Nó bay ba cái dù tới, còn có 50 người à. Cái map nó nhỏ xíu nè. Vậy nó nóc là bó tay luôn, vậy nóc là không có chỗ đâu xuống luôn. Đâu có súng rồi. Rồi, chơi được rồi. Đâu có người. Đừng có dậy bồ, hai mạng liền, trời. Cái gì đây, à, sật gân hả, bồ máu kìa. Đâu phải bắn mình là dễ đâu bồ. Hư khó lắm luôn. Đùa. Là cái MP5. MP5 của mấy người lính Mỹ hay xài. Nồng level 1. Như nồng dư. Kiếm nhắm được rồi. Vô làm được 2 xác nhẹ nhàng. Có một nón mà. Ừ, có nón 2. Kiếm cái giáp nữa. M14. Đây rồi, giáp đây rồi. Nồng lên 12 luôn. Kiếm cái băng đạn nữa. Kiếm mà nặng thêm nữa, bắn là ngon lành. Vừa vô còn 20 mạng. Chết hơn nữa, game này lẻo quá à. Chưa vô bo, mới bo đầu chưa xong nữa là nó chết ráo rồi.
xịn nè. KL nữa ha. Nhiều đạn rồi đấy. Nhưng mà lại không có cái băng đạn thêm. Còn đi chỗ khác là lụm AK luôn. Đó, còn 16 người luôn. Vô mà bạn không kịp giết kịp người là coi như là xong rồi. Bị tụi nó giết hết. Chỗ này hết hết đầu rồi, đi qua chỗ khác. Đi qua đây đi. Cướp cũng không có, cái trong này nhắm ít lắm. Mình thấy nhắm ít. Ồ, nhìn thấy bệnh máu rồi nha. Giáp 1 luôn, giáp 1 bỏ qua luôn. Đang có cái giáp xịn trời. Nòng level 2. Mình sẽ có mấy cái nòng level 1 dục đi. Đây nòng level 2 hết rồi. Đi có scope kìa. Nhìn thấy cái scope ơi. Ủa cái này là cái tay súng. Tưởng cái scope. Đảo liên tục kìa. Có địch không? Đây nè. Good boy. Hòa lạc ha. Đâu nữa có cái gì. Ba lô à, máu. Máu tốt đấy. Nòng level 2 có hết rồi. Tay súng level 2. Chảo băng đạn đây rồi. Ống ngắm ok. Cũng được đấy. Cũng gọi là có chút đồ đấy. Xịn rồi kìa. Gì? Aerob, aerob, aerob. Băng lại thêm nó cho có 6 viên, nó không phải là cho 10 viên. Ok. Ủa, Aerob xa gì? Đồ Aerob giữa đồng nữa, trống quá. Mà còn ngoài bo nữa chứ, để chạy cho lẹ. Để đi 1 phút nữa bo tới. Ra.
ra đồ không xịn đấy. Có cái Goza được. Lụm được cái thùng sướng quá trời. Đâu à trời. Người kiếm nhau cũng khó lắm đó. Có tiếng chân nó đi theo mình, tưởng là hết hồn. Ở đây rồi. Chui vô nhà đó luôn à, qua xăng đó. Phải xét bo này, an toàn thôi, sau lưng không có ai lia ở đây. Giờ này chỉ có mà lia thằng trước mặt nữa là an toàn. Nhưng mà làm sao lia thằng trước mặt đây? Dòng thu à, vẫn chạy, nó chạy rồi, chạy theo con trai, chạy đi đâu? Chạy hả con trai, đâu có dễ con. Bắn mình không trúng viên nào, thằng này tệ thiệt. Còn bốn thằng. Mình nhắm ít bốn luôn. Ngon bà. Giáp bà. Giáp bà nó không còn miếng máu. Cái đón thì ok. Chạy. Bò vô. Không nguy hiểm quá. Ok. Bùng máu cái đi. Bùng máu đi, sát bò bên kia rồi. Xe chạy làm gì? Giờ này chạy bộ thấy còn nhanh hơn xe. Chỗ này đi qua được không? Được.
xét dòng bên đây. Có thanh niên bò lạc nào đâu luôn. Còn bốn thôi. Bắn mình vậy trời. À, thấy mày rồi con trai. Chạy lông nhông, chạy lông nhông trên đầu. Đâu rồi, mất tiêu rồi. Mới thấy nó chạy trên đồi đây rồi. Tôi máu cả. Nó trên cái cây này. Giờ bắn nó không được, nó bắn mình cũng không được luôn. Từ từ. Nó đâu rồi? Thằng ba, còn mấy thằng kia đâu trời? Con thằng này đứng trên đây mà lên bắn sấy nó nguyên hồ mà nó không chết. À, đau thiệt. Thôi kệ, hẹn ba cũng được, tạm ổn. Thôi mình xin chấm dứt video đây. Bạn thấy hay nhớ like, subscribe đăng ký channel của mình nha. Rồi bye bye các bạn. Everybody's high.